Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ học C cộng cộng bài thứ 29, nói về cái hàm đệ quy. Hàm đệ quy tức là một cái hàm gọi chính nó để xử lý một cái vấn đề nhỏ hơn mà cũng chính là cái vấn đề đấy. Ví dụ như thế này, khi mà tính n giải thừa ấy, thì cái công thức tính n giải thừa của chúng ta là n giải thừa chỉ bằng n nhân với cộng n trừ 1, sau đó thì nhân tiếp với n trừ 2, sau đó tiếp tục nhân với cụ n trừ 3. Ok, sau đó là nhân tướng nhân vân 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 vân, sau đó thì nhân với 1. Ok, thì đây chính là cái công thức để tính n giải thừa. Đây là n giải thừa bằng, ok, thì đây chính là công thức tính n giải thừa chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta thấy có một cái công việc lặp đi lặp lại ở đây, đó là cái việc n sau lại nhân với cái gì đó tương tự nó nhưng mà nhỏ hơn, lại nhân cái gì đó tương tự nó lại nhỏ hơn, xong lại nhân cái gì đó tương tự nhỏ hơn. Ok, và một cái ví dụ khác, khi mà chúng ta cộng các giá trị từ 1 cho đến n ấy, thì tổng sigma nhá, sum of n, giả sử thế này đi, tổng của các giá trị từ 1 cho đến n chẳng hạn như thế, thì sẽ bằng n cộng với n trừ 1, xong lại chúng ta cộng thêm một cái lượng là n trừ 2. Ok, xong lại cộng với một cái lượng là n trừ 3. Đấy, cộng vân cộng đến 1. Rồi kết thúc. Ok, thì lúc này nó cũng có một cái thứ gì đó cứ lặp đi lặp lại đây. Cộng n, xong lại cộng một cái giá trị nhỏ hơn n, xong lại cộng một giá trị nhỏ hơn nữa của n, lại nhỏ hơn nữa của n, cứ như thế cho đến cái cuối cùng kết thúc. Thì lúc này một cái hàm mà thực hiện những cái chức năng lặp đi lặp lại thì người ta có thể sử dụng đệ quy để giải quyết, và những cái bài toán mà giải quyết chính nó nhưng với những cái vấn đề mang tính chất là nhỏ hơn, ok, chia nhỏ cái bài toán ra, và cái bài toán nhỏ hơn đấy cũng chính là cái bài toán lớn nhưng với những cái giá trị, những cái tham số nhỏ hơn. Và lúc này chúng ta sử dụng đến cái phần đệ quy. Đệ quy tức là gọi chính nó. Và những cái hàm đệ quy bao giờ nó cũng có một cái thứ gọi là điều kiện dừng, tức là cái điều kiện khi mà đạt tới thì chương trình sẽ kết thúc và không tiếp tục gọi nữa. Ok, thì lúc này nếu như mình ở đây mình sẽ viết hai cái hàm, một cái hàm để tính n giải thừa sử dụng đệ quy, một cái hàm khác để tính tổng các giá trị từ 1 cho đến n cũng sử dụng đệ quy luôn. Ok, thì bình thường nếu như chúng ta không sử dụng đệ quy thì đơn giản thôi, ở đây chúng ta có một cái giá trị ln x, bây giờ mình sẽ gán bằng 1 đi, mình sẽ for một cái giá trị y bắt từ 1, y nhỏ hơn hoặc bằng cái giá trị con n, y này tăng lên. Và đơn giản mình chỉ cần ở đây là x sẽ nhân với một cái lượng là y, và cuối cùng thì ở chỗ này là mình return cái giá trị của x đấy. Thì như thế này chúng ta cũng đã làm được một cái chương trình để tính ra n giải thừa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không làm cái cách này mà mình sử dụng đệ quy. Thì sử dụng đệ quy là như thế nào? Đầu tiên thì nó phải xác định cái điều kiện dừng. Nếu n mà bằng 0 hoặc n bằng 1 thì đơn giản đây chúng ta return 1. Ok. Còn nếu không thì chúng ta tiếp tục ở trong này là chúng ta return cái giá trị n nhân với factor của n trừ đi 1. Đây, xong cái hàm đệ quy của chúng ta này. Thì đệ quy ở đây tức là trong cái hàm này gọi lại chính nó. Ok, thì đây là một cái hàm đệ quy. Lúc mới đầu mà các bạn học về hàm đệ quy có thể là nó hơi trừu tượng một chút nha, và thực hành nhiều thì sau một thời gian các bạn làm quen thì sẽ thấy nó rất là đơn giản. Tiếp theo mình có một cái hàm tính tổng đi, int đi, sum from 1
tu n đi. Thì bây giờ mình sẽ truyền vào cái giá trị n. Lúc này để đệ quy ấy, thì bây giờ mình cũng xem là nếu n và bằng 1 thì return luôn, return 1. Nếu không thì return n cộng với sum của n trừ 1. Đâu nhầm, sum from 1 to n. Đây. Ok. Thì lúc này chúng ta cũng tính được tổng các giá trị từ 1 cho đến đây n. Và trên này thì tính được n giải thừa. Vậy bây giờ dưới này mình sẽ thử nhé. Thì mình sẽ đơn giản thôi. Mình xuất trực tiếp ra cái giá trị. Đầu tiên là tính tổng đi. Thì ví dụ tổng của từ 1 đến 10. Thì cái này cho nó rõ ràng ra thì mình sẽ ở đây là sum of number from 1 to n. Ok, tương tự như thế thì mình sẽ xem là cái thứ hai đó là n giải thừa bằng bao nhiêu, thế thôi. Thì lúc này sẽ là factor, giả sử mình tính 10 giải thừa đi. Nhớ là cái giải thừa nó tăng rất là nhanh, cho nên là mình sẽ giả sử tính cái giá trị giải thừa nó nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ chạy cái chương trình để xem nó như thế nào. Rồi. Xem nào cái kết quả chúng ta nhận được. Đây. Tổng của các giá trị từ 1 cho đến n là 55. Trong đó n của mình là 10. Ok. Còn n giải thừa của mình là bằng thế này. Bây giờ để nó rõ ràng hơn ấy thì mình sẽ sửa một chút. Là cái này, chỗ này là thôi, cho trực tiếp đi. Nó thực ra nó cũng đơn giản mà. Thì minh họa thôi. 10 giải thừa 1 đến 10. Đây. Thì nó rõ ràng đây. Ok. Rồi. Thì lúc này các bạn thấy là có một cái cách khác để thực hiện những cái hàm này. Đó là chúng ta sử dụng vòng lặp. Thì nếu như mà cái hàm nào đó sử dụng đệ quy có thể thay thế bằng vòng lặp thì chúng ta hãy sử dụng vòng lặp để khử đệ quy. Tại vì cái việc đệ quy ấy, nó rất là tốn bộ nhớ. Ok. Cho nên là chúng ta nếu như có khả năng thay thế một cái hàm đệ quy bằng cái hàm chứa vòng lặp thì hãy sử dụng vòng lặp. Tại vì chúng ta cần làm cho cái chương trình là nó chạy nhanh, cái sử dụng bộ nhớ hiệu quả, tức là sử dụng ít bộ nhớ. Cho nên là hạn chế cái việc sử dụng cái hàm đệ quy. Nhưng trong một số những cái bài toán mà chúng ta không biết lời giải, mà chúng ta chỉ biết là cái dạng, cái lời giải nó sẽ như thế mà thôi, thì chúng ta sẽ bắt buộc là phải sử dụng đệ quy khi mà chưa tìm ra cái vòng lặp để thay thế cho cái lời giải đệ quy đó. Và nội dung của cái bài này thì nói về cái việc đó là chúng ta sử dụng một cái hàm đệ quy. Và hàm đệ quy hiểu đơn giản đó là một cái hàm để giải quyết những cái bài toán mà có tính chất lặp đi lặp lại, mà giải quyết những cái vấn đề chính nó nhưng với những cái giá trị, những cái tham số nhỏ hơn. Và cụ thể là trong một cái hàm đệ quy thì sẽ gọi lại chính nó, ok, và truyền vào những cái tham số có giá trị nhỏ hơn. Và nhớ là trong một cái hàm đệ quy thì luôn luôn có cái điều kiện dừng. Đây này, điều kiện dừng tức là điều kiện kết thúc cái việc đệ quy. Đó, đây cũng là điều kiện dừng đây. Nếu như không có điều kiện dừng thì cái chương trình của ta nó sẽ cứ thực hiện đến vô hạn. Và khi nào chương trình, tức là máy tính của ta hết bộ nhớ rồi, không còn chỗ để mà thực hiện chương trình nữa, thì cái chương trình nó sẽ bị crash và nó sẽ kết thúc. Còn nếu không thì nó cứ chạy mãi như thế và nó sẽ không dừng, là lặp đệ quy vô hạn. Ok, bây giờ thì nội dung của mình kết thúc tại đây.
trong cái bài kế tiếp thì mình sẽ bonus cho các bạn một cái bài nữa trước khi chúng ta đến việc sử dụng cái project ở trong cái ngôn ngữ lập trình C++ cộng cùng với cái công cụ Visual Studio.